Chào các bác. Trời ơi, hôm nay gây củi à? Chán quá, không có củi chán quá. Đây, được có ít. Tí kéo xuống đường thôi. Đeo làm bắt lắm. Lần trước mưa đú ngập hết cánh đồng ruộng này luôn nhé các bạn. Thank you.
Mệt thật các bác ạ. Này, cành này không lấy được rồi. Cành này cành to á. Rút cái trứng bé xuống đã xong rồi. Kéo cái này thử nó lấy được không. Bắn đưa vào đó cứ nào. Hả?
sản phẩm kia không? Hả? Hả? Có đúng không?